với mục đích gieo mầm nghệ thuật, thắp sáng tài năng. Câu lạc bộ kịch Những Mầm Xanh do Nhà hát kịch Hà Nội tổ chức đã nhận được sự yêu thích, hưởng ứng của các trường học, học sinh và nghệ sĩ trên địa bàn thủ đô. Đây cũng chính là một trong những phương pháp ươm mầm tài năng cho sân khấu kịch của thủ đô. Câu lạc bộ kịch thiếu nhi Những Mầm Xanh được mở ra với mong muốn giúp học sinh có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và yêu thích nghệ thuật kịch nói. Tham gia hoạt động tại câu lạc bộ, các nghệ sĩ tài hoa như nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, Quang Minh, Thanh Hương, Tiến Lộc, Thùy Anh, Việt Bắc, Thiện Tùng, Mạnh Hưng, Ngọc Quỳnh trở thành những giáo viên truyền cảm hứng nghệ thuật cho các em. Giao lưu với những nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ của Hà Nội mà là những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước sẽ giúp cho các con tự tin hơn, mạnh dạn hơn trong việc biểu đạt và thể hiện bản thân. Được học tập trong một cái môi trường nghệ thuật như thế thì sẽ giúp cho các con có một tâm hồn phong phú, nhạy cảm và tinh tế. Đây chắc chắn sẽ là một tiền đề tốt để xây dựng và rèn luyện những đức tính tốt đẹp, một nhân cách hướng thiện và lòng yêu nghệ thuật trong các con. Được tiếp cận với những nghệ sĩ yêu quý khiến các em hào hứng làm quen với nghệ thuật, từ đó mạnh dạn tự tin hơn trong việc thể hiện mình trước mọi người, đồng thời được khơi gợi, định hướng và phát triển năng khiếu nghệ thuật. Mỗi ngày con được gặp những cô chú nghệ sĩ khác nhau rất là thú vị ạ. Chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những cái phản hồi tích cực từ phía phụ huynh học sinh, và câu lạc bộ Những Mầm Xanh cũng góp phần bồi dưỡng cũng như là phát huy được cái tâm hồn nghệ sĩ cũng như các kỹ năng học tập cho học sinh. Chúng tôi hy vọng là trong tương lai thì câu lạc bộ kịch Những Mầm Xanh này sẽ còn được phát triển ở nhiều các cấp học khác. Cùng với việc giới thiệu hướng dẫn nghệ thuật kịch cho học sinh, việc trải nghiệm và thực hành biểu diễn trực tiếp cùng các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu lớn đã giúp các em có thêm tự tin để thể hiện vai diễn của mình. Đây là cơ hội để thu hút lớp khán giả trẻ, phát hiện, nuôi dưỡng những tài năng trẻ cho sân khấu kịch thủ đô trong tương lai.